Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 6 giờ 30 phút của ngày thứ tư, ngày 11 tháng 10 năm 2023. Và vào một buổi sáng bình yên, se lạnh. Bây giờ là ra đường là buổi sáng như thế này là phải mặc áo ấm rồi. Các bác nào đi tập thể dục, các bác nào đi buổi sáng thì nhớ mặc ấm nha. Chúc các bác một ngày tốt lành. Mong các bác hãy tích cực đăng ký kênh, like video, nhấn nút cho thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúng ta quay trở lại câu chuyện về các đại án. Các đại án chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều lần. Tôi lấy ví dụ như là vụ Việt Á. Chúng ta thấy ví dụ như là vụ chuyến bay giải cứu. Chúng ta thấy ngay cả về phía Tân Hoàng Minh. Đúng không ạ? Anh Trịnh Văn Quyết. Đặc biệt là hai cái vụ án lừa đảo rất kinh khủng, đó là Alibaba, công ty Nhật Nam, vân vân. Và vừa rồi thì tôi cũng đã chia sẻ với các bác, đó là ngay cả Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng đã thuê báo chí viết từ nước ngoài rồi là trong nước để từ đó có những cái ý đồ riêng của mình. Vậy thì chúng ta đã nhìn thấy điểm chung rồi đấy. Thực tế tôi nghĩ là trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thì chúng ta phải nhìn nhận điều này và phải vạch trần cái điều này. Tức là chúng ta nhìn về cái vai trò của truyền thông ở trong những cái vụ đại án. Rất nhiều lần, xin thưa với các bác, rất nhiều lần cái vai trò của truyền thông trong các vụ đại án là không thể phủ nhận. Và từ đây thì các bác có thể hiểu được tại sao Hoàng Dôn Trang Trang TV lại lên kênh. Tôi là người làm về truyền thông. Tôi chưa bao giờ tôi nhận mình làm nhà báo cả. Tôi chỉ làm về truyền thông thôi. Nhưng mà mối quan hệ với tôi, với anh em ở trong báo chí là rất tốt. Những người làm PR, marketing thì đương nhiên phải có mối quan hệ rất tốt với báo chí. Thế thì tôi lên kênh là bởi vì như vậy. Bởi vì tôi nhận thấy rằng là vai trò của truyền thông vô cùng quan trọng. Vai trò của báo chí vô cùng quan trọng. Và không phải tự nhiên mà tôi vạch ra cái giới hạn. Đó là từ cái vụ PMU18. Vụ PMU18 thì lúc này tham nhũng bắt đầu rất kinh khủng. PMU18 là một cái vụ án vô cùng đặc biệt. Nó vắt qua hai cái thời kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải và thời kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Khi ở thời kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải thì nó đã xảy ra rồi. Và lúc đó báo chí gần như là được thoải mái tự do. Cái chuyện hàng trăm người là phóng viên trực chờ tại cơ quan điều tra và cập nhật những cái thông tin mới nhất về cái vụ đại án P18. Và họ gần như không bị cản trở từ bên phía của công an. Cũng không bị cản trở từ bên phía của chính quyền đó. Và hàng ngày hàng trăm bài viết cập nhật về vụ PM18 là có thể nói làm nức lòng người dân. Mặc dù thời kỳ đó chủ yếu là có báo giấy mà thôi. Chỉ có báo giấy mà thôi. Một số người tiếp cận được trên mạng nhưng mà không đáng kể. Thế nhưng mà vụ PM18 là một vụ án mà đầu voi đuôi chuột. Các bác có thể thấy thế. Là đầu voi đuôi chuột. Bởi vì PM18, xin thưa với các bác, từ một cái khởi đầu, một cái quyết tâm rất là hoành tráng. Thậm chí Thủ tướng Phan Văn Khải Khi mà từ trước ấy, trước một năm để về ấy, thì bác Sáu Khải đã rất đau lòng trong cái bài phát biểu 30 phút của mình và nhận lỗi. Bác không trốn tránh. Trong 30 phút của mình thì bác chỉ dùng một khoảng thời gian ngắn là khoảng 1/3 để nói về các thành tích đạt được. Mặc dù là thành tích của bác thì vô cùng lớn. Tôi đã có cái chia sẻ của mình trên cái kênh cũ. Và 2/3 còn lại là bác nói về các tồn tại. Thế nhưng PMU18 thì kết thúc đầu voi đuôi chuột. Và không ai biết chuyện gì. Đúng không ạ? Không ai biết chuyện gì xảy ra khi mà trưởng ban chuyên án cũng bị khởi tố. Rồi các phóng viên là bị bắt, là có hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải ở mảng nội chính. Rất nhiều
các cơ quan báo chí, những người mà lãnh đạo như là nhà báo quốc phòng và một số người khác là bị tước cái thẻ hành nghề, thẻ nhà báo. Một vụ án mà có thể nói rằng là có hẳn một cái đợt trấn áp báo chí rất kinh khủng. Thế để rồi từ đó chúng ta thấy tham nhũng tràn lan. Nhìn qua cái điều như vậy là chúng ta đã thấy rồi. Và tôi đã phân tích cách đây 3 năm rồi, khi tôi mới lập kênh. Và rồi bây giờ chúng ta nhìn các vụ đại án thì chúng ta thấy bóng dáng truyền thông ở trong đó. Khi truyền thông, báo chí, anh chị em bị mua chuộc, bị thoái hóa xuống cấp về mặt đạo đức, thì lập tức họ sẽ không nói về những cái vấn đề tồn tại. Họ sẽ không nói về những cái nguy cơ. Và lập tức rằng là họ thậm chí là họ ca ngợi. Họ ca ngợi, họ nâng tầm, họ bảo vệ và thậm chí rằng là họ chụp mũ những người như chúng tôi là những cái người mà làm chống lại cái công cuộc hay là chống lại chống dịch hay là vẫn chống lại cái gì đó. Trong khi đáng nhẽ chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng cái kênh này để vạch trần ra những cái điều bất thường. Trong các vụ đại án thì bao giờ cũng có những cái điều bất thường. Vụ đại án liên quan đến Việt Á thì như tôi chia sẻ với các bác, WHO làm gì có công nhận cái kit test Việt Á đâu. Đúng không ạ? Làm gì có công nhận kit test Việt Á đâu. Vậy mà khi ai mà hỏi đợt đó là lập tức là chụp trong cái mũ chống chống lại công cuộc chống dịch. Thế lực thù địch phản động. Đúng không ạ? Đó là điểm bất thường. Chắc chắn Phan Quốc Việt không thể trả lời câu hỏi này. Chắc chắn Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế không thể trả lời câu hỏi này. Thế cho nên thay vì trả lời trước người dân chính những vấn đề bất thường, thì người ta sẵn sàng là người ta chụp cho họ một cái mũ như vậy. Vụ chuyến bay giải cứu cũng thế. Khi mà bà con ở trên cái trang Tôi Là Sứ Quán than trời lên, rồi rất nhiều mọi người là phải thấy rằng là thay vì bay thẳng về Việt Nam, chúng ta sẽ bay, muốn về Việt Nam thì chúng ta sẽ bay sang Campuchia, chúng ta sẽ hạ cánh ở đó, rồi chúng ta đi đường bộ về Việt Nam. Như vậy chi phí còn rẻ đi một nửa. Như vậy là chi phí về thẳng Việt Nam nó quá cao. Cao ở đâu? Cao ở chỗ nào? Và đó là cái việc bất thường. Bởi vì người ta thấy rằng là rất nhiều người đã lên tiếng cái đợt này, nhưng rốt cục không một tờ báo nào lên tiếng. Những sự việc ví dụ như là Alibaba và đặc biệt là Nhật Nam, cơ quan báo chí gần như rằng là thậm chí có cái việc tiếp tay khi mà những cái bài PR nào là Nhật Nam hất lên bản hùng ca hùng tráng rồi vân vân, bất động sản Nhật Nam thế nọ thế kia, rồi bao nhiêu người bị lùa vào đó. Đúng không ạ? Chưa nói tới việc đại án, và ngay cả những cái việc mà liên quan tới cái mã cổ phiếu VFS. Khi mà mã cổ phiếu lên trời thì chúng tôi là những người ít nhất là cũng có hiểu biết hoặc hiểu biết đến thế thôi. Thế nhưng mà mình nhận định và mình nhìn ra được những cái điểm bất thường. Mình nhìn ra những được những điểm chưa được. Và mình nói rằng là không thể nào có cái giá trên trời như thế. Không thể nào có cái tiền hơi như thế. Không thể nào đo đếm cái tài sản tỷ phú để xếp thứ mấy trên thế giới như thế. Cũng không thể nào để mà tự hào rằng là hãng xe của chúng ta là đứng thứ hai, thứ ba thế giới một cách như vậy. Đúng không ạ? Trong khi mọi người lên đồng thì chúng tôi như là một cái phanh để kéo lại, để cho nó trở lại thực tại, thì lập tức là bị chụp mũ, lại tiếp tục chụp mũ cái phản động, rồi là chụp mũ công cuộc chống dịch, rồi chụp mũ cho cái tự nhục, rồi chụp mũ cho cái gì. Chúng tôi nhìn thấy thế, chúng tôi nhận biết thấy thế mà chúng tôi không nói thì chúng tôi có tội với mọi người chứ, đúng không ạ? Chúng tôi nhìn thấy thế, chúng tôi nhận thấy thế, không những chúng tôi không nói mà chúng tôi có nói nhưng nói sai với những cái gì mình nhận định thì chúng tôi là tội nhân thiên cổ. Thật sự những nhà làm báo nên có những nhận thức nhận định như thế này, bởi vì mình thân là người làm báo, mình thân là người hiểu biết, mình thân là người có thể tiếp cận thông tin thì mình phải biết cảnh báo để mà phòng chống tham nhũng tiêu cực, để mà sau này nó không xảy ra đại án. Không xảy ra đại án là tốt nhất. Bởi vì xảy ra đại án rồi thì lúc này đi chỉ là có đi thu dọn hậu quả thôi. Đi khắc phục hậu quả thôi, đi thu dọn hậu quả thôi. Giống như các bác ấy. Đúng không ạ? Giống như các bác bây giờ không bị ốm mới là tốt. Chứ còn bị ốm rồi thì lúc đấy chỉ lo chữa thôi. Chữa khỏi thì tốt. Chữa khỏi thì nó cũng không thể nào mà như người không ốm được.
đúng không? Còn không chữa khỏi thì thôi đành tèo. Thế cho nên mình phòng chống, thì giống như lạnh thế này ta phải mặc áo vào, chứ lạnh thế này ta bảo mọi người cởi trần ra ngoài đường thì rất dễ dàng xin thưa các bác nhiễm lạnh. Thế cho nên chúng ta phải nhìn nhận rõ ràng cái việc chụp mũ, cái việc mà chụp mũ từ cái việc mà không gọi là chụp mũ từ cái việc mà không coi trọng những cái tiếng nói phản biện là một trong những cái nguyên nhân chính để gây nên các đại án, đúng không? Gây nên các đại án ở chỗ này chúng ta phải nhìn cái điều đó, chúng ta phải thừa nhận cái điều đó, và đây là một trong những nhân tố chính, chứ đâu phải là mọi người không biết đâu. Mã cổ phiếu FLC Faros, tức là mã Ross, trước khi lên sàn người ta đã phân tích rất nhiều rồi, bao nhiêu mã người ta cũng lên phân tích rất nhiều. Thì đây là một trong những cái để phòng chống tham nhũng tiêu cực tốt nhất. Đó. Có thể đúng, có thể sai, nhưng chúng ta chỉ cần tạo ra cái cơ chế có người hỏi và có người trả lời, có người giải trình. Khi nếu anh không sai thì đương nhiên anh rất thích giải trình. Còn khi anh không thích giải trình bởi vì anh sai thì đương nhiên anh thích chụp mũ, anh thích công kích cá nhân, anh chụp cho người ta cái mũ phản động thế lực thù địch để làm gì? Để anh không phải giải trình. Thế thôi, mục đích đơn giản là như vậy. Cho nên chúng ta phải tạo ra cái cơ chế đó, tạo ra cái không gian đó để mọi người có thể rằng là sàng lọc và nhận biết được thông tin. Còn nếu chúng ta vẫn cứ khống chế truyền thông, chúng ta vẫn để cái nhóm lợi ích. Và bây giờ mình có phải đặt tự hỏi rằng là tại sao họ có thể làm như thế? Cái vụ đại án xảy ra Việt Á, cục lãnh sự vân vân, thì có phải có vai trò của nhóm lợi ích về truyền thông, nói rõ lợi ích, họ khống chế truyền thông hay không, họ mua chuộc truyền thông hay không, bằng cả tiền và quyền, bằng cả những người lãnh đạo ở bên những cái tờ báo, và ngay cả khéo là lãnh đạo cả bên tuyên giáo lẫn cả là bên bộ thông tin và truyền thông, đúng không ạ? Chúng ta đặt câu hỏi chứ. Đó, đấy là cái mà chúng ta nhìn nhận. Và nhìn nhận đây là rằng là nếu như không tạo không gian cho mọi người phản biện nói chuyện và không tạo cái cơ chế để họ phải giải trình thì chúng ta vẫn còn tiếp tục có những vụ đại án khác. Bởi vì ở đâu đó vẫn còn những người, người ta nhìn ra được thủ đoạn, người ta nhìn ra được thủ đoạn của họ, nhưng người ta lại không nói được cái thủ đoạn của họ. Và khi người ta dám nói thì lại bị chụp mũ, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta chỉ cần tạo cơ chế, người ta đặt ra nghi vấn và sẽ có những người kia trả lời, đúng không? Phải có cơ chế để họ phải giải trình, hoặc là họ sẽ phải điều trần trước hội đồng nhân dân, chưa cần họ phải sai. Có rất nhiều công ty đã phải điều trần trước hạ viện nghị viện, thì bây giờ chúng ta cũng thấy rằng là trong các kỳ họp thì yêu cầu các công ty đó hoặc là hội đồng nhân dân yêu cầu bất thường là những công ty nào có nguy cơ, ví dụ đang là ví dụ như là đang là nghi vấn rằng là hút vốn đầu tư vân vân đó kia, giải trình trước hội đồng nhân dân, giải trình trước quốc hội, thì anh chị có lừa được nữa không? Có lừa nữa không? Tường thuật trực tiếp cho người dân, hỏi trực tiếp những con người đó để xem là nào, họ có lừa được không. Cho nên đây là cái vai trò cực kỳ quan trọng đó. Thế nhưng mà chúng ta đang bỏ bẵng cái vai trò này, và chắc chắn nếu chúng ta vẫn còn bỏ bẵng và chúng ta khống chế những tiếng nói thì tôi tin rằng sẽ lại có nhiều vụ đại án tiếp tục đó. Dân chủ là để cho dân mở mồm ra, bởi vì dân mở mồm ra thì là dân sẽ phanh phui được. Bởi vì tại sao? Quan trọng nói rồi, dân biết hết. Ông Tô Lâm cũng nói, Bộ trưởng Đại tướng Tô Lâm cũng nói, dân người ta biết hết. À, dân biết hết nhưng mà chính quyền không làm gì, công an không biết gì, không làm gì, thế mới lạ, đúng không ạ? Tôi đều đu điều chia sẻ đó buổi sáng. Chúng ta càng nhìn về thế lực này thì có thấy rằng là đây là một thế lực vô cùng kinh khủng, người ta gọi là quyền lực thứ tư, quyền lực thứ năm. Nhưng mà trong các vụ đại án nó không thể thiếu cái quyền lực này được, đúng không? Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.